Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em, mình là Linh LD đây. Ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em về tựa game Ngự Kiếm Sinh Tồn anh em nhé. Sau đấy cuối video thì mình sẽ cập nhật cho anh em về cái bộ gift code mới nhất trong tháng 10 này anh em ơi. Đầu tiên về lối chơi thì Ngự Kiếm Sinh Tồn thuộc thể loại roguelike. Dành cho những anh em nào chưa biết roguelike là gì ấy, thì roguelike nó gồm mấy cái yếu tố sau anh em nhé. Đầu tiên là cái yếu tố ngẫu nhiên, tức là mỗi khi anh em chơi thì bản đồ, vật phẩm và kẻ thù sẽ được tạo mới ngẫu nhiên anh em nhé, nên là mỗi lần chơi nó sẽ khác nhau đấy. Điều này tạo nên sự mới mẻ và không thể đoán trước được mỗi khi anh em khởi động lại trò chơi. Cái thứ hai nữa là khi nhân vật của anh em mà hẹo ấy thì anh em phải bắt đầu lại từ đầu. Anh em sẽ không thể khôi phục lại điểm lưu hay là tiếp tục từ vị trí cũ, thế cho nên là phải chơi lại từ đầu thôi. Anh em phải học cách thích nghi với các tình huống khó khăn mà trò chơi đưa ra anh em nhé. Một số tựa game roguelike truyền thống thì có cơ chế đánh theo lượt, tức là mỗi hành động của anh em thì đều dẫn đến hành động của kẻ thù, tạo cảm giác là chiến lược hơn trong việc di chuyển và tấn công. Và cái yếu tố cuối cùng mình thấy là cái tựa game roguelike này có độ khó cao anh em ạ, bởi vì là các yếu tố ngẫu nhiên với cả hệ thống chết thì vĩnh viễn luôn, thế cho nên là anh em cứ hẹo phát là lại phải bắt đầu từ đầu thì nó cũng hơi căng thẳng đấy. Tại sao cái thể loại này nó lại gọi tên là roguelike? Bởi vì vào năm 1980 thì có một tựa game ra đời tên là Rock, viết là Rogue. Thế là bây giờ những cái tựa game nào mà có cái lối chơi tương tự như thế thì đều để luôn là roguelike anh em nhé. Cái tựa game Ngự Kiếm Sinh Tồn này thì cũng tương tự, mỗi lần anh em hẹo ở một màn đấy thì chắc chắn là phải chơi lại từ đầu rồi. Anh em có thể điều khiển nhân vật tu tiên của mình để đối đầu với hàng loạt quái vật luôn anh em nhé. Sau đấy đánh hết cái con quái vật ấy rồi thì chúng ta sẽ gặp con boss trong từng màn anh em ạ. Nó có một điểm hay là sau mỗi một lần anh em thăng cấp thì sẽ được chọn một trong mấy kỹ năng đấy, tức là anh em có thể phát triển nhân vật của mình theo cách riêng biệt, không ai giống ai cả. Ví dụ như mình chơi mình thích lựa chọn mấy cái vũ khí mà quay xung quanh người, nhưng có một số anh em thì thích oánh theo kiểu skill khác cơ. Cái này nó có cái lợi thế là nhìn chung là mỗi một màn chơi, mỗi một lần lên level thì anh em hoàn toàn có thể xây dựng nhân vật một cách mới mẻ. Nhưng mà nó cũng có một cái điểm yếu là chúng ta không thể nào mà dựa vào một cái chiến thuật cố định, tức là mình chơi theo cái chiến thuật như thế này ở cái màn này nhưng mà không thể áp dụng được cho những cái màn sau, hoặc là anh em không thể nào bắt chước mình được bởi vì nó ngẫu nhiên mà. Tuy nhiên là cái lối chơi roguelike này thì cũng có nhiều mặt hạn chế anh em ạ. Nó bị cảm giác kiểu cày cuốc, nhiều lúc anh em sẽ thấy mình kiểu liên tục oánh quái lên cấp này, chọn kỹ năng mà nó cũng không thấy có một sự đột phá nào rõ rệt. Những người mà không thích kiểu cày cuốc này thì chắc chắn là sẽ cảm thấy nó hơi bị nhàm chán một tí sau một khoảng thời gian chơi anh em nhá. Thứ hai là về đồ họa. Điểm khác biệt ở cái con game Ngự Kiếm Sinh Tồn này là đồ họa theo kiểu thủy mặc anh em ạ. Nhìn chung cái phong cách này thì giống như kiểu là phim tiên hiệp cổ trang ngày xưa ấy, anh em ạ. Với cả game thì chỉ sử dụng đồ họa 2D thôi, thế cho nên là nó cũng không quá chi tiết hoặc là hoành tráng như kiểu tựa game 3D khác. Nhưng nếu anh em thích phong cách đồ họa nhẹ nhàng, nó mượt mà, nó không quá cầu kỳ thì đây cũng là một cái điểm cộng dành cho anh em, đặc biệt là những anh em máy yếu. Thứ ba, về nhân vật và kỹ năng thì game cung cấp 3 lớp nhân vật chính, bao gồm là ngự kiếm, lôi phạt cũng như là băng xương anh em nhé. Mỗi nhân vật thì có bộ kỹ năng và cách chơi khác nhau. Điều này thì giúp cho anh em có thêm sự lựa chọn khi muốn thử những phong cách chiến đấu mới. Cá nhân mình thấy thì việc phân chia ra như vậy ấy thì giúp game nó có độ đa dạng hơn một chút, nhưng mà có thể anh em sẽ không cảm nhận được sự khác biệt quá lớn giữa các nhân vật khi bắt đầu chơi đâu, bởi vì lối chơi nó vẫn tương đồng như thế thôi. Với cả là mình thấy một cái hơi đáng tiếc một tí là hệ thống kỹ năng dù nó nhiều đấy anh em ạ, nhưng mà cái cảm giác kỹ năng cơ chế đó nó khá giống nhau anh em ạ, chỉ khác mỗi về hiệu ứng và cách thể hiện thôi. Thứ tư, về cảm giác trải nghiệm của mình thì mình cảm thấy là game này nó có cái tiết tấu khá là nhanh. Cả đồ họa này thì mình cũng chơi một số cái tựa game có đồ họa tương tự rồi, kiểu như là AI Tu Tiên Tuyệt Vời này, nó cũng khá là mượt anh em ạ. Tuy nhiên sau một vài giờ chơi thì lối chơi nó có phần lặp đi lặp lại anh em ạ. Anh em cứ oánh quái thu thập vật phẩm, sau đấy lại oánh boss. Thì đây là cái điểm thường thấy ở các cái tựa game roguelike thôi. Nên nếu anh em là người chơi kiểu khó tính, thích sự đa dạng trong cốt truyện hoặc là lối chơi thì anh em sẽ cảm thấy game nó thiếu chiều sâu một tí. Tuy nhiên nếu như anh em mà chơi game mobile kiểu roguelike thì mình thấy cái tựa game Ngự Kiếm Sinh Tồn này vẫn được chơi ok anh em ạ. Đặc biệt là khi anh em chỉ muốn chơi vài ván ngắn mà không quá đầu tư quá nhiều thời gian vào đây, kiểu như là chơi văn phòng chẳng hạn, lúc 12 giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa thì hoàn toàn có thể làm một vài ván, nó cũng ok la. Túm cái váy lại về ưu và nhược điểm thì mình thấy ưu điểm là đồ họa cũng đẹp, phong cách thủy mặc thì nhìn cũng là lạ. Cái thứ hai là gameplay roguelike thì cũng sáng tạo đấy, mỗi một lần chơi thì đều mới mẻ và nhiều kỹ năng nhân vật để lựa chọn. Còn nhược điểm là lối chơi thì có phần lặp đi lặp lại, dễ gây nhàm chán với những anh em nào mà thích chơi game lâu dài, dài và lâu. Sự khác biệt giữa các nhân vật và kỹ năng thì nó chưa thực sự là rõ nét anh em nhé. Và cái cuối cùng nữa là không phù hợp với những anh em nào mà không thích game cày cuốc.
Bởi vì game này là phải cái quốc hẹo phát là lại nằm lại từ đầu. Úi dồi ôi, nhiều khi trai hát vãi trưởng luôn anh em nhá. Về cách tải game thì cực kỳ đơn giản thôi. Nếu như anh em mà xài iPhone thì có thể vào trong App Store và tìm kiếm từ khóa ngự kiếm sinh tồn là nó sẽ ra, sau đó ấn cài đặt là ok. Còn những anh em nào mà muốn chơi trên hệ điều hành Android thì có thể cũng làm cách tương tự nhưng mà vào CH Play thôi. Còn nếu như anh em mà chơi game ở trên PC chẳng hạn thì anh em bắt buộc là phải tải một cái giả lập về. Thì mình thì mình đang chơi cái giả lập LD Player thì chia sẻ cho anh em là như vậy. Thì nếu như anh em nào mà chưa tải thì có thể là click vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả ấy. Và nếu như anh em mà click vào cái đường link đấy tải về chơi giống như mình ấy thì mình cũng sẽ được một tí hoa hồng đấy. Nên là anh em hoàn toàn là có thể ủng hộ mình bằng cái cách đấy nha. Sau đấy thì anh em vào trong cái phần cửa hàng LD và tìm kiếm cái từ khóa là ngự kiếm sinh tồn ok luôn. Thì đó là về cái review của mình về tựa game ngự kiếm sinh tồn. Nếu như anh em nào chơi và muốn nhập thêm gift code thì hoàn toàn có thể click vào avatar nhân vật này. Sau đấy là ấn vào cái phần hình bánh răng cưa cài đặt này anh em nhé. Thế đây nó sẽ có cái mục là mã đổi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhập gift code luôn anh em nhé. Gift code đầu tiên là VIP888. Đấy, có thể nhận linh ngọc, linh thạch, xúc sắc thiên cơ này. Tiếp theo nữa là gift code thứ hai, ngự kiếm sinh tồn group, viết tắt ngự kiếm sinh tồn anh em nhé. Nhận các tài nguyên để có thể là tăng lực chiến đấy. Và tiếp theo, cái code thứ ba, ngự kiếm sinh tồn Zalo. Ở thời điểm hiện tại trong tháng 10 này thì chúng ta mới có 3 cái code đấy thôi. Nếu như mà có thêm gift code gì mới mình sẽ cập nhật cho anh em nhá. Tổng kết lại nha, nếu như anh em là người thích game nhập vai kết hợp với cả hành động và không ngại sự lặp đi lặp lại trong lối chơi thì ngự kiếm sinh tồn sẽ là một sự lựa chọn khá ổn cho anh em. Tuy nhiên nếu như anh em cần một cái tựa game mà có chiều sâu về cốt truyện cũng như lối chơi đa dạng thì anh em có thể là cân nhắc trước khi thử nhá. Và nếu anh em mà cũng đã chơi tựa game ngự kiếm sinh tồn này rồi thì có thể để lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với cả cộng đồng Link Andy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em muốn mình review về tựa game gì cứ để lại comment ở bên dưới nhá. Yeah.